Diệu Thảo và Minh Châu xin chào mừng tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Quý vị khán giả thân mến, mùa hè đã đến rồi với rất nhiều những rau củ quả xanh tươi, màu sắc rất là hấp dẫn đúng không ạ? Và rau củ quả và trái cây nè cũng là nguyên liệu chính để chúng ta chế biến những món ngon trong ngày hè. Vậy thì với chủ đề món hè đa sắc của tháng này, mình chào mời quý vị sẽ cùng với các đầu bếp của chương trình chia sẻ rất nhiều những món ngon mới mẻ và thú vị. Các thực đơn đa dạng màu sắc của mùa hè sẽ không chỉ thu hút người lớn và trẻ em mà còn giúp đặc biệt là trẻ em thì sẽ được cung cấp rất là nhiều dưỡng chất cũng như là ăn ngon miệng trong suốt cả mùa hè. Vậy thì nhân cái chủ đề món hè đa sắc của tháng này, cô Thảo hãy mở hàng bằng một món ngon đúng với tiêu chí của chương trình, đó là nhanh nè, gọn nè, đầy đủ dưỡng chất nè, mà phải nhiều màu sắc nữa nha. Chắc chắn rồi, là vì màu sắc là một yếu tố rất là quan trọng để tạo nên sự hấp dẫn cho món ăn. Với món ngon trong tích tắc hôm nay thì Dị Thảo sẽ giới thiệu với quý vị khán giả và với Minh Châu một món ngon với đầy đủ màu sắc gồm có màu xanh, đỏ, vàng và đen. Chắc chắn là các em nhỏ sẽ rất là thích, và không chỉ vậy mà quý vị khán giả và Minh Châu cũng sẽ rất hài lòng với món ăn này. Xin giới thiệu với quý vị khán giả và Minh Châu, đó là món cháo cá hồi. Để thực hiện món cháo cá hồi thì chúng ta cần sử dụng khoảng 200g cá hồi còn tươi, đậu cô ve, cà rốt, hành, ngò, gạo, đậu đen, bắp luộc, các loại gia vị thông thường và hạt nêm nước hầm xương Aji ngon. Minh Châu và quý vị khán giả cũng cần lưu ý là khi chọn cá hồi để làm món ăn này thì chúng ta chọn cá hồi còn tươi. Cá phải thật tươi thì mới ngon, và đặc biệt là phần thịt cá là có màu đỏ, thịt còn săn chắc như thế này. Có như vậy thì khi chúng ta nấu món ăn, thịt cá sẽ ngọt và món ăn sẽ thơm ngon hơn. Quý vị khán giả thân mến, khi mà chúng ta nấu cháo cá hồi, quý vị nhớ lựa chọn cá còn thật là tươi nha, thịt cá đỏ và săn chắc, như vậy là rất ngon đó. Đầu tiên thì cô sẽ cắt cá này ra thành hạt lựu, bề ngang khoảng chừng 1 phân đến 1 phân rưỡi. Cô sẽ ướp gia vị vào đây. Chúng ta sẽ ướp vào khoảng 1 muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon, nửa muỗng cà phê tiêu. Sau đó bây giờ Minh Châu giúp cho cô trộn đều cái phần gia vị này lên. Bây giờ cô sẽ cắt tiếp đến phần cà rốt nè. Cà rốt thì một ít thì cô sẽ tỉa hoa. Phần còn lại thì cô sẽ cắt hạt lựu. Đậu cô ve cô sẽ cắt khúc khoảng chừng 2cm. Cô ơi, em thấy cái đậu cô ve ngày hôm nay cô mua hình như có phần đậm màu hơn là cái cô ve em xài ở nhà. Ừ, chính xác rồi đó, Minh Châu rất là tinh ý. Cái đậu cô ve mà cô sử dụng ngày hôm nay gọi là đậu cô ve Nhật. Ở chợ đó có hai loại, nếu mà đậu cô ve mà chúng ta mua là loại đậu cô ve mà có màu xanh nhạt, hơi trắng chút xíu, thì đó là đậu cô ve Việt Nam ở cái giống thông thường. Còn cái giống mới hiện nay thì các nhà vườn trồng cái loại đậu cô ve giống Nhật này, cũng là trồng ở Việt Nam hết thôi, nhưng mà gọi là đậu cô ve Nhật. Thì nó sẽ rất là xanh đậm nè, và cái đậu sẽ thon thả hơn và ăn sẽ giòn ngon hơn. Bây giờ thì cô sẽ tiếp tục cắt đến phần hành ngò. Phần ngò rí chúng ta cũng cắt nhuyễn. Phần bắp này chúng ta mua về chúng ta luộc chín xong rồi sau đó cô sẽ cắt ra để có những cái hạt bắp như thế này và loại bỏ cái phần mài bắp. Cuối cùng thì bây giờ chúng ta đến phần nấu. Trước khi nấu thì chúng ta phải làm gì? Vo sạch cái phần đậu đen này, vo sạch cái phần gạo này và chúng ta sử dụng một cái nồi áp suất. Nếu mà sử dụng nồi áp suất thì chắc chắn là thời gian nấu sẽ tiết kiệm rất nhiều đúng không cô? Chắc chắn rồi. Khi mà nấu thì gạo này chúng ta vo sạch rồi chúng ta sẽ cho vào với lại 1,5 lít nước. Quý vị khán giả và Minh Châu cũng cần lưu ý, trước khi nấu cháo thì chúng ta phải vo sạch gạo và đậu đen nè. Nhưng mà để cho đậu đen chín mềm và ngon á thì chúng ta phải ngâm đậu đen trước để cho đậu đen mềm, rồi khi đó chúng ta mới bỏ chung với gạo mà nấu. Chúng ta sẽ nấu cái phần đậu đen với gạo này trong khoảng chừng 10 phút thôi là đậu đen và gạo sẽ mềm. Sau khi mà chúng ta đã nấu được 10 phút rồi thì cháo cũng đã chín rồi đó. Bây giờ cô tắt bếp nha. Trước khi cho rau củ á thì cô sẽ xả hơi để cho những cái phần hơi phía bên trong nó xì bớt ra, thì sau đó chúng ta mới mở nắp được. Sau khi mà cô đã cho thoát hết cái phần hơi ra rồi á thì bây giờ mình có thể mở nắp ra được nè. Kế đó thì Minh Châu bật bếp lên giúp cô đi, và chúng ta tiếp tục cho hết tất cả những cái nguyên liệu cà rốt, đậu cô ve và bắp Mỹ mà chúng ta đã luộc rồi cho vào. Tiếp tục nấu tất cả những cái nguyên liệu rau củ này thêm khoảng chừng 5 phút nữa thôi là được, vì các rau củ chúng ta đã cắt hạt lựu hoặc là chúng ta tỉa hoa cũng cắt mỏng cho nên rất là mau chín. Dạ đúng rồi. Cô sẽ nêm vào đây khoảng 2 muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon nè, và nửa muỗng cà phê muối nữa. Dạ. Bây giờ cháo cũng sôi rồi nè. Đúng rồi, sau khi là đã sôi lên được khoảng 5 phút thì các rau củ cũng đã chín rồi, thì chúng ta mới cho cá hồi vào. Dạ. Rồi, cô sẽ trộn đều lên.
Trước khi mà múc cho Minh Châu thì cô phải múc ra tô để trang trí trước cái đã nè. Minh Châu thấy không, trong cháo có đầy đủ màu sắc xanh, đỏ, vàng, đen. Dạ đúng rồi. Và một cái hoa. Kế đó là chúng ta sẽ cho hành ngò lên trên. Dạ. Và một ít tiêu nữa. Vậy là xong rồi. Đây là phần của Minh Châu. Cũng một ít hành ngò và một ít tiêu. Em cảm ơn cô. Cô ơi, đột nhiên em tưởng tượng mùa hè, trời mưa, em ngồi ôm một chén cháo nóng hổi, vừa thổi vừa ăn, ngon tuyệt vời luôn. Bởi vì cô biết sao không, cháo ngọt đậm đà nè, mùi thơm của cá hồi nè, vị ngọt của các loại rau củ nè, và đặc biệt màu sắc thì khỏi dê luôn. Chắc chắn món này trong hè này á, là một mở màn xuất sắc của cô Thảo trong chủ đề mới đó. Món hè đa sắc. Quý vị khán giả nhớ thực hiện món ăn này nhé. Mình Châu tin chắc là quý vị sẽ thành công thôi, bởi vì công thức thực hiện rất là đơn giản mà cô Thảo lại hướng dẫn rất là rõ ràng nữa chứ. Và quý vị nếu thực hiện rồi thì hãy chia sẻ cảm nhận của mình về cho chương trình theo hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc là số điện thoại của Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto 083 823 7557. Còn bây giờ chương trình xin được phép khép lại. Cô Diệu Thảo và Minh Châu xin chào quý vị, hẹn gặp lại.